anh vẽ chị đào Lê Phương Hoa nha. Em nhảy làng lá của chị đào luôn. Ok em, nhớ nhảy rồi quay lại clip cho anh xem nhé. Bây giờ anh vẽ đây. Đào Lê Phương Hoa là ai? Dành cho những bạn chưa biết, Đào Lê Phương Hoa là TikToker vô cùng nổi tiếng khi thu hút tới hơn 16 triệu lượt theo dõi. Đào Lê Phương Hoa thường được biết đến với tên gọi là Hoa Hanasi. Phương Hoa sinh ngày 7 tháng 4 năm 1998, từng theo học ngành luật tại trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy không theo đuổi các chuyên ngành liên quan tới nghệ thuật, nhưng Phương Hoa có năng khiếu nhảy. Trên kênh TikTok cá nhân, người đẹp 25 tuổi thường xuyên đăng tải những clip với những điệu nhảy thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Bạn nào là fan của Phương Hoa thì để lại bình luận phía dưới nhé.